Vâng, xin chào các bác. Em nửa đêm vẫn lọ mọ. Em đang tiến hành độ cặp check dome vào cặp loa Buxel cổ Onkyo PS33. Cặp này thì nguyên bản nó check giấy. Nghe tiếng check giấy nó không đã các bác ạ. Em thấy có thằng bạn em nó ở trong Sài Gòn. Trước nó cũng có cặp y chang như thế này. Rồi nó nghe cái check giấy nó chán, rồi nó độ cái cặp check dome vào, nó bảo nghe đã. Hôm nay em tiếp bước theo nó, em sẽ độ theo kiểu của em. Cặp này thì em đã từng cho lên kênh của em rồi. Và ế chảy nước rồi các bác ạ. Số em không có duyên với loa, em bán loa toàn ế. Đây là thông số Onkyo PS33. Công suất max là 50W, trở kháng 6 ohm. Độ nhạy là 90 decibel. Giải tần đáp ứng là từ 60 Hz đến 20.000 Hz. Dòng này thì Japan thuần. Cơ bản một điều là cặp này nó có phân tần rất là tử tế các bác ạ. Với một cái bộ phân tần có hai cuộn cảm ferrite và hai con tụ NP rất xịn sò. Ngoài ra thì có cả điện trở xứ. Một bộ phân tần như thế này thì nó rất xứng đáng để độ một cặp loa check dome vào đây. Giờ anh em ta sẽ đi soi ở bên trong. Đây là cái củ bát. Bát này là bát 16. Trên củ bát nó ghi là, em xoay đường này, củ bát nó ghi rõ là Onkyo VDUP 1625A. Công suất bình thường nó đã là 25W, trở kháng 6 ohm, Japan xịn. Cái bát bên này cũng vậy, y chang. Các bác lưu ý hộ em là tất cả những cặp loa cổ ấy, nó ghi công suất là vô cùng chính xác. Nó báo ở đít loa 25W thì chính xác là 25W, không sai một ly một dặm nào cả. Những cái dòng loa đời mới bây giờ nó mới gọi là ghi bố láo bố lếu. 25W là tương đối lớn. Bát 16 và em độ vào đây một cái một cặp check dome. Đây là cặp check dome ở cái cặp loa mini Onkyo V3. Nó cũng có công suất là 25W, trở kháng là 5,5 ohm. Malaysia. Những anh em mà chơi cái cặp loa mini Onkyo V3 chắc không lạ gì cái cặp loa check này. Trình tự độ đã xong. Mà mai em mới test được. Giờ này mà test thì bà gấu già của em chắc chắn là nó không đồng ý. Cái loa này thì nó có cái thiết kế kiểu phía trước là nó có lưới sắt để bảo vệ loa bát và cũng có luôn một cái lưới dạng inox để bảo vệ loa check, đồng thời cũng như một cái tán âm, một cái chóa tán âm ra. Chính vì thế nó gần như là có một cái kèn, các bác tưởng tượng nó như một cái kèn đấy, thì cái khả năng cái tiếng check nó sẽ được lan tỏa và đi xa hơn. Cặp này mà nếu như em độ mà thấy chất âm nó tốt thì em sẽ đồng loạt độ vài cặp nữa, bởi vì những cái của cổ kiểu này trong nhà em còn vài cặp. Bây giờ chơi audio chúng ta cũng không không nên quá cứng nhắc các bác ạ. Khi ví dụ như mà độ một cặp check dome vào đây mà chất âm nó tốt hơn hẳn thì chẳng tội gì mà không độ. Độ xong rồi thì giá nó cũng chẳng đáng là bao nhiêu tiền. Tầm cỡ vào khoảng 2 triệu, hơn 2 triệu một chút thì chơi tốt. Cái lợi thế của cái dòng bát cổ này là nó cho ra một cái trung âm tuyệt vời. Tiếng nó cực kỳ ngọt ngào. Nó không không khô khốc và cứng tiếng như kiểu những cái dòng bát đời mới bây giờ. Em đặc biệt đại kỵ với những cái dòng bát đời mới màng carbon. Màng carbon mà viền mút thì còn nghe được, chỉ còn màng màng carbon mà viền cao su thì đó là
Thực sự đó không phải là những cái cặp loa để nghe nhạc vàng. Vâng, hẹn gặp lại các bác vào ngày mai sau khi em đã ráp tất cả mọi thứ vào test và sẽ có video. Xin chào các bác và chúc các bác ngủ ngon.